Cái đó bật gì à? Nó sữa chín. Nó non cả. Mẹ kèm mơ. Kèm mơ. Đi đâu? À lôi hả? Mồm ăn cái gì đấy? Ăn đất ăn à? Ăn ngô hay ăn quả? Hả? Chả biết ăn ngô hay ăn quả. Mày luôn á, mày hà đâu luôn á? Nó xin. Rồi nó thôi. Mẹ cầm bài không? Nhờ ăn cái nào tay giờ như đã tao dần ạ. Thế là mình trộn cho hắn xinh. Thật giả. Mình cho hắn cái đi chết nữa. Bây giờ nghe mà phải mỉu tôn nó mèo mèo. Bông bông là im nắp ấy. Mình hỏi ra tiền. À đôi, thế thì thôi ạ. Khung cơ mà. Không phải khung đâu. Mền bóng gì? Vâng. Mền bóng để treo vào bóng khung gì? Vâng. Đấy, bông này, 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 sợ mà 3 kg trị giá 100. Ngon thật. Ngon đấy. Hả? Ngon đấy. Ngon đấy. Thấy ngon không? Ừ. Có ngon không? Hả? Ngon. Nếu mà ngon thì nó lại ngon cho xin nhé. Nhiều. Ừ. Nó... Thịt. Mẹ này. Mẹ nó chim. Mẹ búa. Mày chẳng to. Này. Cái cục chế nhà chứ. Chẳng to như này. Đi đưa ra ra cái chuyện.
thôi. Mấy mấy bữa này là ai ngồi xe của ai chứ? Nào có đẹp đây. Hết ba tiền nha.